Nước ngập tại các huyện ngoại thành đang rút nhanh. Nước rút tới đâu, lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện Chương Mỹ đã huy động các phương tiện máy xúc, xe thu gom, hỗ trợ bà con trong các xã vận chuyển rác. Đồng thời chung tay vệ sinh môi trường, dọn dẹp cho đường làng ngõ xóm, nhà cửa quang đãng gọn gàng trở lại. Sáng nay, đoàn thanh niên thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến có mặt tại gia đình bà Thủy, giúp di chuyển bê vác những đồ vật nặng vốn phải di dời lên cao khi nước ngập. Bản thân tuổi cao cùng sức khỏe không ổn định, có sự hỗ trợ này, gia đình bà cảm thấy an tâm và đỡ vất vả hơn nhiều. Hai tuần nay đã nước đã tràn vào nhà, mà ngập đã nâng nhà, như đồ đạc là khiêng lên cao. Như hôm nay là rất mừng là vì có các cháu thanh niên khiêng xuống và để hôm nay tôi là có chỗ là sạch sẽ là để giải hàng ra và tôi lại trở lại trạng thái bình thường như ngày xưa. Trong những ngày gần đây, hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên của huyện Chương Mỹ tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khu vực các trường học, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng do ngập lụt. Hầu hết các tuyến đường trước đây bị mưa lũ chia cắt thì nay nước đã rút. Với vai trò xung kích, huyện đoàn kịp thời tập trung lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng khác hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường xá, rác vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng và hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau mưa lũ. Hội đoàn Chương Mỹ chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung lực lượng cùng với các ban ngành đoàn thể và các lực lượng quân đội và các lực lượng khác tập trung hỗ trợ bà con nhân dân, hỗ trợ các trường để tổng vệ sinh môi trường, khu vực nhà trường cũng như là kê dọn lại bàn ghế. Lực lượng đoàn viên thanh niên thì các bạn cũng rất là ủng hộ, tham gia rất nhiệt tình. Gần như là mỗi một buổi chúng tôi làm là thông một ngày luôn. Cũng các bạn đoàn viên thanh niên tham gia thì cũng trên tinh thần là xúc tích tình nguyện, cũng rất là chủ động. Đến nay, cơ bản sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân ở các xã vùng lũ đã ổn định, người dân quay trở lại với nhịp sống thường nhật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều ngày khiến một lượng lớn rác thải trôi nổi dạt về các địa phương, gây mất vệ sinh môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán dịch bệnh. Với phương châm nước rút đến đâu, tổ chức dọn vệ sinh, vớt rác đến đó, huyện đoàn tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường hàng ngày, hàng tuần. Theo kế hoạch, lực lượng thanh niên sẽ dọn vệ sinh môi trường liên tục từ nay tới ngày 10 tháng 8.